Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Hero, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Đấy, thì xe được sử dụng bộ khung nhôm alloy X6 nhôm công nghệ riêng của dòng XDS, bánh là 27,5 inch và bộ chuyển động là Shimano Antut. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 7,5 triệu. Đấy, các bác đã được một chiếc xe cực kỳ đẹp, thiết kế rất là thời thượng mới và bánh 27,5. Tổng thể xe thì các bác nhìn trên hình, nước sơn các thứ là còn rất là bóng bẩy, còn cực kỳ là mới. Những chi tiết xích lít rồi đè đóm các thứ, các bác nhìn trên hình còn tương đối là mới. Lốp xe thì lốp là lốp zin, nguyên zin của xe, và những cái vân này chủ cũ họ đi cũng khá là ít nên là những chiếc xe lâu còn rất là đẹp. Dòng XDS Hero model là 580. Nguyên zin hết toàn bộ xe các bác nhé, toàn bộ xe là nguyên zin hết. Sử dụng bộ tay phanh và bấm xả của Shimano với 9 speed tương ứng với là 9 tầng lít, và bên này là 3 speed tương ứng với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ dây đã chạy âm sườn này. Tẩm sóc dầu theo xe. Đây là Bayer Novatec. Không phải, Bayer là cũng là Bayer theo xe luôn. Phanh này là phanh dầu các bác nhé, phanh dầu. Bộ máy bấm kèm phanh phanh dầu. Bánh 27,5. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 61 đến khoảng 70-71 thì phù hợp. Bộ chuyển động Atut 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, con xe có 27 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video.